Chào các bạn nhé. Video này mình chia sẻ cách gọt rau củ quả nhanh không phạm mà không cần dao hay lưỡi nha các bạn. Rồi mời các bạn xem nha. Thật ra thì bây giờ con dao hai lưỡi nó cũng chẳng đáng bao tiền cả. Có điều mình chia sẻ cho các bạn xem chơi thôi nha. Hoặc là những bạn dưới quê nhà xa chợ thì các bạn có thể áp dụng tạm bằng cách này. Đây mình sẽ làm bằng cái móc áo cũ này. Đầu tiên các bạn gỡ ra. Rồi chúng ta dùng kìm này bẻ thẳng lại. Khi các bạn uốn xong thế này rồi thì chúng ta dùng hai ngón cái này, chúng ta đẩy hai vòng tròn cho nó hơi vào tí xíu. Rồi các bạn lắp dao vào. Các bạn bẻ điều chỉnh cho nó vừa cỡ gọt thì thôi. Để mình lắp sang dao này mình gọt cho nó bén. Các bạn tay bạn giữ đây nha.